người vô gia cư là một vấn nạn chung của chúng ta. Vì thế chúng ta phải hợp lực để giải quyết. Người vô gia cư là thành phần trong cộng đồng, không có bất cứ gia đình nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Chúng tôi hiện đang trên bước tiến chấm dứt nạn vô gia cư và chúng tôi rất hãnh diện với những nỗ lực chấm dứt vấn nạn này. Chúng tôi là giám sát viên Andrew Đỗ, kêu gọi đồng hương hãy tin tưởng vào việc làm của chúng tôi và ủng hộ chúng tôi tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Cùng nhau chúng ta hoàn tất những thành tựu trong việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng chúng ta.